Từ tập 7 cho đến tập 8 trò chơi trời cho, Ngọc Phước vẫn không bỏ cuộc trong việc đi nối duyên mình với những chàng trai trong chương trình. Hết đi thả thính chồng yêu Isaac. Em tâm sự với chồng em một chút. Hello bà xã. Hello bà xã. Ông xã. Thì có lẽ ở tập 8 này, Ngọc Phước đã quên đi người chồng yêu đó. Vì đã có chàng dancer mới điển trai đâm thẳng vào trái tim Ngọc Phước, thôi thì gặp ai thì mình thính người đó vậy. Hay quá. Quá trời đẹp trai rồi. Anh đấy, anh đấy. Bạn có người yêu chưa? Cho em xin số điện thoại. Vì Ngọc Phước vẫn còn đang trong chế độ độc thân. Em và cũng đã đi quăng chài ở rất nhiều nơi rồi nhưng chưa dính được con cá nào. Bạn chỉ cần trả lời một câu thôi, một trong hai câu. Số điện thoại của mình là 3 số cuối là 902 nhé. Dạ. Trời ơi, trùng hợp với 3 số cuối của em quá vậy. Đấy, 3 số cuối là 902. Đấy, còn em ấn những số còn lại bao nhiêu thì tùy. Dạ. Ấn mình... khi nào tìm được đúng người thì thôi. Người ta gọi là vạn sự tùy duyên. Trận đấu của mình sẽ có 3 round với 3 chủ đề khác nhau. Có chủ đề tình yêu không anh? Tình yêu không nhân. Có chủ đề tình yêu không anh? Chủ đề tình yêu này thì chắc không phải trong chương trình này. Đó. Không, người ta đã từ chối mình hai lần rồi Phước ơi. Người ta từ chối hai lần rồi. Phước